Vâng, sau gần 20 năm, có lẽ niềm đam mê võ lâm truyền kỳ của Quý Bằng Hữu là bất tận. Nhưng với cuộc sống và công việc hàng ngày khiến chúng ta không thể ngồi trên máy tính để ôn lại những kỷ niệm hồi ức của năm xưa. Thấu hiểu được điều đó, Thập Đại Anh Hùng chính thức ra mắt phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên nền tảng mobile với biến chủng mới hồi xưa, sớm hơn vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 6 2024. Tái hiện chuẩn phiên bản Võ Lâm công thành chiến xưa với những tính năng đặc sắc như công thành chiến là nơi so tài của những vị sói tài ba, Hoa Sơn Loạn Chiến tuyệt đỉnh biên ca, Phong Lan Đậu bến thuyền tỉnh thần đi dễ khó về, Quái Hoàng là nơi so tài của các bàn hội, Săn Bót cùng những kỳ chân dị bảo giá trị liên thành, Tống Kim là chiến trường giải trí cho những anh em sau giờ làm mệt nhoài. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm lại những trận đấu đầy khốc liệt, từ những trận tống kim hàng trăm người cho đến những trận công thành chiến đầy chiến cực và thỏa sức tranh tài tại các giải đấu lớn như Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, Võ Lâm Minh Chủ với phần thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, kèm theo đó là cúp tính vật được mạ vàng để tôn vinh cá nhân ban hội xuất sắc. Tải game ngay để cùng hồi ức lại nguyên bản Võ Lâm Kỳ Quốc 2005 trên nền tảng mobile.